Để trả lời câu hỏi của bạn Huy Hoàng thì mình thấy là bạn Huy Hoàng có một câu hỏi rất là hay, và mình thấy rằng là câu hỏi này thì có thể là nó sẽ là đại diện cho rất nhiều bạn đấy, bởi vì mình thấy rằng là cũng có rất là nhiều các bạn là học cao đẳng nghề ra và bây giờ các bạn đã đi làm nghề hoặc là các bạn đang có ý định là bởi vì dịch quá nên các bạn cũng chưa làm được và bây giờ các bạn đang có ý định là muốn học lên đại học chính quy để đi theo diện kỹ sư như câu hỏi của bạn Huy Hoàng này. Thì mình có đọc qua về cái vấn đề liên quan đến cao đẳng nghề mà liên thông lên đại học chính quy. Cái này thì theo thông tư của Bộ Lao động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì là đã có bạn nhé. Các bạn nhé, theo thông tư là số 27 năm 2010. Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì là cái này là có. Tuy nhiên thì cái trường hợp mà liên thông từ cao đẳng chính quy và lên đại học chính quy thì nó rất là phổ biến và rất là nhiều. Còn cao đẳng nghề và lên đại học chính quy thì nó cũng không nhiều lắm và nó cũng chưa có nhiều văn bản rõ về nói về cái đoạn này. Thế nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo có đưa ra cái thông tư và ok về cái vấn đề này. Thế thì nếu như mà bạn là cao đẳng chính quy rồi thì bạn có thể đi được theo diện đại học, bạn có thể đi theo diện kỹ sư. Bởi vì trình độ kỹ sư ấy là người ta tiếp nhận từ cao đẳng chính quy trở lên. Cao đẳng đại học chính quy trở lên. Thì nếu như vậy thì với câu hỏi của bạn Hoàng thì nó lại không đúng. Bởi vì là nếu bạn đã là chính quy rồi thì bạn đi được luôn kỹ sư thì bạn cũng không cần phải hỏi là có lên liên thông hay không. Đúng không ạ? Thế cái vấn đề quay trở lại cái vấn đề là của bạn. Bạn Hoàng thì chắc bạn cũng đã tìm hiểu về cái vấn đề này rồi, mình chỉ là xảo lại một chút thôi. Thế cái vấn đề là bạn đang muốn hỏi là bạn có đang bằng cao đẳng nghề và rồi và muốn nâng cấp lên đại học rồi đi theo diện kỹ sư thì có được không ạ? Thì nếu mà mọi thứ mà bạn cảm thấy ok thì mình hoàn toàn có thể tham gia theo cái chương trình này, rất ok. Nhưng mình phải trao đổi với bạn như một điều như thế này này, vừa là lên và vừa là không lên. Vừa là lên và vừa là không lên. Vì sao là lên? Lên là nếu như ở thời điểm này bạn tham gia ấy, thì bạn biết là ở thời điểm này là bây giờ là tháng 9 của năm 2021, bây giờ cũng chưa bay được. Từ đầu năm đến giờ chưa bay được. Nếu như mà bạn còn đang lo sợ là nếu như bây giờ mình có tham gia đi theo diện gì chăng nữa thì nó cũng chưa bay được, đúng không? Mà chưa bay được rồi thì thời gian này mình có thể là đầu tư vào quá trình là mình liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học để học mất khoảng 2-3 năm. Sau đó thì mình ra có bằng cao đẳng chính quy, đúng không ạ? Cao đẳng chính quy rồi thì lúc đấy là mình nghĩ là sau 2-3 năm nữa thì cái dịch lúc đấy nó đã ổn rồi. Còn về vấn đề đường bay thì chắc nó đã bay được lâu rồi. Và lúc đấy là trong cái thời gian từ bây giờ, từ khi mà bạn hỏi để mà liên thông ấy, cho đến khi mà bạn liên thông xong thì mình vừa có thời gian liên thông. Và nếu mà bạn có ok thì bạn có thể là học tiếng luôn. Học tiếng tự mình tìm theo trung tâm hoặc tự mình học hoặc bất kỳ theo kiểu hình thức như thế nào cũng được, mình học tiếng luôn. Thì khi mà mình đi Nhật ấy, theo diện kỹ sư mà mình có tiếng rồi thì nó sẽ rất là một cái hội rất tốt cho bạn, đúng không ạ? Đấy là cái thứ nhất. Thứ nhất là cái chi phí nó sẽ có thể là ổn hơn so với những bạn mà không học tiếng, không có tiếng, đi Nhật theo diện kỹ sư không tiếng. Đây là không tiếng là trong quá trình các bạn thi tuyển thôi. Còn khi mà các bạn trúng tuyển thì các bạn bắt buộc phải học tiếng và đạt trình độ ít nhất N4 thì các bạn mới đủ điều kiện để xuất cảnh. Đấy là đối với diện kỹ sư các bạn nhé. Chứ không phải là không có kỹ sư không tiếng, lao động nó còn phải yêu cầu có tiếng, kỹ sư không tiếng thì sang làm việc với Tây, đúng không? Thế nên đấy là mình đang trao đổi về vấn đề là đối với trường hợp như của bạn Hoàng ở thời điểm dịch bệnh là như thế. Cái thứ hai nữa đó là gì? Khi đối với diện visa kỹ sư thì nó sẽ có nhiều đặc quyền đặc lợi hơn. Kỹ sư được bảo lãnh vợ sang, chồng sang bên Nhật ấy. Cái thứ hai, đấy là lương nó sẽ cao hơn so với thực tập sinh. Ví dụ lương cơ bản của lao động là 15 man, lương cơ bản của kỹ sư là 20 man, chưa tính làm thêm. Đấy là mình đang nói là ví dụ như thế. Và thực tế nó cũng là như thế. Đấy là mình chưa nói làm thêm nhé. Cái thứ hai nữa đó là gì? Cái chế độ kỹ sư nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với lao động. Lao động là thực tập sinh, sang đấy là thực tập và có hưởng lương,
gọi là thực tập sinh, thì Việt Nam mình gọi là xuất khẩu lao động, nhưng Nhật Bản nó không gọi như thế, nó gọi là thực tập sinh hay gọi là thực tập sinh kỹ năng đấy. Nhưng đối với kỹ sư thì nó là diện là kỹ sư, là nhân viên chính thức, thì cái chế độ của nhân viên nó khác hơn so với chế độ của thực tập. Các bạn cứ hiểu như ở Việt Nam mình, đứa nào đi làm thực tập ở công ty thì nó khác với thằng nhân viên, chứ làm sao là hai đứa giống nhau được, đúng không? Đấy, nó có chế độ bảo hiểm các thứ nó cũng tốt hơn, mức lương cao hơn, rồi là được bảo lãnh người thân sang, và quan trọng hơn đó là cái visa của nó là visa không xác định thời hạn. Đối với kỹ sư, bạn muốn ở 3 năm hay 5 năm để mà làm kinh tế, ok, ở chục năm cũng được, bởi vì visa nó không xác định thời hạn. Khi mà hết hợp đồng các bạn, thì công ty nếu bạn tiếp tục làm cho công ty sẽ gia hạn thêm cho bạn để mà bạn tiếp tục ở lại công ty và làm việc cho công ty, đúng không ạ? Còn nếu mà bạn chán rồi thì bạn muốn về Việt Nam thì cũng ok, không vấn đề gì cả. Nhưng mà đối với lao động thì khác, lao động thì hết 3 năm thực tập sinh, thì nếu như bây giờ, ngày xưa thì nó là hết 3 năm cái là về nước luôn, nhưng không có chuyện là ở lại. Thực tập sinh là hợp đồng, là visa có thời hạn, còn đối với kỹ sư là visa không xác định thời hạn, bạn muốn ở bao lâu cũng được để kiếm tiền cũng ok đó. Thì nếu như mà bạn xác định một chặng đường dài thì mình nghĩ là bạn cũng có thể là đưa ra cái phương án là nâng cấp cái bằng của mình để mà đi theo dạy kỹ sư đó. Cái thứ hai, cái về thứ hai mà mình muốn trao đổi với bạn, đó là không nên là nâng cấp, mà nếu có đi hãy đi luôn theo diện lao động. Bởi vì sao? Thứ nhất là mình sẽ phân tích cái vế nó như thế này cho bạn hiểu. Thời gian nó chưa bay được, nhưng không có nghĩa là không bay được. Và theo dự kiến sắp tới, vừa rồi là tháng 9 vừa rồi, vừa vừa đây ấy, thì là Việt Nam và Nhật Bản đã tổ chức là bay cho hai bạn 200 bạn điều dưỡng viên theo chương trình hợp tác của hai đất nước, của Việt Nam và Nhật Bản. Thì đấy là tín hiệu rất tốt để chuẩn bị là đã mở lại đường bay đó. Mình chưa xác định chính xác nó là bao giờ, bởi vì nếu mà mình biết thì các bạn cũng biết, bởi vì thời sự bây giờ ngày nào nó trải chiếu, đúng không ạ? Đấy là cái điều rõ ràng đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó là gì? Nếu như bạn tham gia đi theo chương trình là lao động ấy, thì sang bên kia bạn làm việc vẫn hoàn toàn ok, bây giờ cũng có rất nhiều đơn hàng tốt dành cho người lao động, mức lương có thể là gần bằng, hoặc cũng có những đơn hàng mức lương bằng so với kỹ sư chứ không phải thấp, đúng không ạ? Cái thứ ba nữa đó là gì? Tỷ lệ đỗ visa của thực tập sinh nó là gần như 99% hoặc là 95%, nó sẽ cao hơn rất nhiều so với cả kỹ sư. Nhưng mà tỷ lệ đỗ visa của kỹ sư ở thời điểm này, nhiều công ty người ta còn không dám nhận kỹ sư nữa, bạn phải hiểu như thế. Cái thứ hai, hoặc là có những công ty thì làm tỷ lệ đỗ visa kỹ sư, nếu như công ty nào chuyên về kỹ sư mình không nói nhé, còn những công ty mà vừa là xuất khẩu lao động mà vừa là làm theo chương trình kỹ sư, tỷ lệ đỗ visa kỹ sư nó rất là thấp, thậm chí nó chưa đến 50%, bạn phải hiểu như vậy. Và một khi đã trượt visa kỹ sư rồi thì bạn chỉ có thể đi nước khác thôi, chứ bạn không có cái cơ hội để mà đi Nhật theo dạy kỹ sư nữa. Đây là cái rất là thiệt thòi cho các bạn, và mình đã làm rồi, mình đã gặp rất nhiều rồi, gặp rất nhiều rồi. Thế nên là mình đang nói tỷ lệ đỗ visa kỹ sư so với thực tập sinh sẽ thấp hơn rất nhiều. Bạn nên cần phải cân nhắc rõ về vấn đề này, cần cân nhắc rất rõ về vấn đề này. Đừng để đến khi mà mình học xong mấy năm lên đại học để mình xác định đi kỹ sư, xong rồi là học tiếng ok rõ ràng mình làm, sau cuối cùng mình đi mà lại visa lại bị trượt thì đúng là số nhỏ này rất là nhỏ. Nhưng nếu bạn đã đi theo diện thực tập sinh, bạn không học cái này nữa mà bạn bỏ ra thời gian đấy bạn đi theo diện thực tập sinh, đúng không ạ? Trong cái thời gian mà ví dụ nhẽ ra là bạn đang học liên thông thì bạn đã bay sang bên Nhật Bản đi kiếm tiền rồi đấy, kiếm tiền rồi, kiếm thời gian 3 năm rồi. Hết 3 năm sau, bây giờ các bạn biết không, bây giờ visa Tokote đầu Nhật ok, visa Tokote Katsudo, các bạn hết 3 năm bạn gia hạn chuyển sang visa Tokote thêm 5 năm nữa là thành 8 năm. 8 năm ở bên Nhật, thế thì 8 năm ở bên Nhật bạn cũng đã kiếm được một mớ rất là nhiều rồi, nó sẽ chắc chân rồi, đúng không ạ? Khi sau đó thì bạn về nước thì lúc đấy bạn muốn làm gì thì làm. Nhưng mà hết 3 năm ở bên Nhật chuyển sang visa Tokote rồi thì cái mức lương và chế độ như người Nhật chứ không phải như thực tập sinh nữa. Thế nên là cái cơ hội để mà mình, vì sao mình nói là bạn vừa lên hoặc là vừa không lên, nó là như vậy. Thì đấy là cái chia sẻ của mình, bạn nên thật là cân nhắc rõ về cái vấn đề là bây giờ bạn, quan trọng hơn đó là bạn thấy nhận định rằng là cái gì mà mình vừa phân tích ấy, mà bạn cảm thấy nó hay và hữu ích thì ok, bạn có cái lựa chọn chính xác hơn, và muốn chi tiết hơn thì bạn có thể
liên hệ với mình qua số điện thoại mà mình để ở trong video và dưới bài đăng đều có. Đó, và bạn bạn cũng như các bạn khác và thấy video này hay và hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký kênh và like cái video này giúp mình. Đó. Và nếu như bạn nào đang có thắc mắc hay có những câu hỏi và muốn tư vấn đi Nhật để mà làm việc thì các bạn có thể là liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc nhắn tin Zalo cho mình là mình có thể trả lời các bạn bất kỳ lúc nào. Ok, mình cảm ơn và chào tất cả các bạn nhé. Thế giới nói chung và đất nước ta nói riêng đang từng ngày phát triển hiện đại, tiến bộ hơn. Các ngành khoa học kỹ thuật trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật giao thông vận tải và kinh tế vận tải đang đặt ra nhu cầu rất lớn, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Trường Đại học Giao thông Vận tải có nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao theo xu thế hội nhập, có trách nhiệm xã hội nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành giao thông vận tải. Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đầu cả nước, trường đã đào tạo cho đất nước hàng vạn kỹ sư, hàng ngàn thạc sĩ và tiến sĩ, phần lớn cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp thuộc ngành giao thông vận tải đều tốt nghiệp từ nhà trường. Trải qua chặng đường 76 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Giao thông Vận tải tự hào với đội ngũ hơn 1.000 giảng viên, nhà giáo chất lượng cao, trong đó có hơn 100 giáo sư, phó giáo sư, có nhiều thầy cô giáo tham gia vào Hội đồng Khoa học Nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải đã và đang đóng góp rất nhiều các công trình lớn của đất nước. Ngoài hình thức đào tạo truyền thống, trường có các chương trình liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhiều trường đại học lớn tại Đức, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, giúp sinh viên có cơ hội học hỏi và tiếp cận kiến thức từ các nước phát triển. Hàng năm, luôn có các sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc nhận được học bổng từ các tổ chức, doanh nghiệp. Rất nhiều sinh viên đã có cơ hội nhận được học bổng du học tại các nước tiến bộ như Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức. Bên cạnh việc từng bước đổi mới nội dung đào tạo theo hướng hiện đại hóa và dần tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến trong khu vực, trường còn mở thêm một số ngành và chuyên ngành mới cập nhật xu thế và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã không ngừng đầu tư xây dựng, sửa chữa giảng đường, phòng thực hành với trang thiết bị hiện đại, luôn được cập nhật theo các thành tựu khoa học, tạo điều kiện cho sinh viên học tập và nghiên cứu, tìm tòi. Ký túc xá sinh viên với tổng diện tích hơn 20.000 m2, có 230 phòng luôn sẵn sàng chào đón các bạn sinh viên có nhu cầu về nơi ở. Trường còn có khu tập thể thao, bao gồm sân bóng đá, sân bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, tennis, nhà tập luyện bóng bàn được trang bị khá đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học cũng như rèn luyện các hoạt động thể dục, thể thao trong cộng đồng sinh viên. Trường Đại học Giao thông Vận tải có hai cơ sở nằm ở hai trung tâm lớn của cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở chính được đặt tại số 3 phố Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Dựa theo nhu cầu thực tế của xã hội, năm 2021, Trường Đại học Giao thông Vận tải sẽ tuyển sinh 5.700 chỉ tiêu. Trụ sở chính ở Hà Nội, mã tuyển sinh GHA, tuyển sinh 4.200 sinh viên và phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh, mã tuyển sinh GSA, tuyển sinh 1.500 sinh viên. Năm 2021, Trường Đại học Giao thông Vận tải xét tuyển theo 4 phương thức tuyển sinh. Phương thức 1. Sử dụng kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông năm 2021 để xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển cộng điểm ưu tiên nếu có. Phương thức 2. Sử dụng kết quả học tập Trung học Phổ thông, học bạ Trung học Phổ thông để xét tuyển. Thí sinh tốt nghiệp Trung học Phổ thông có tổng điểm 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển. Điểm trung bình lớp 10 cộng điểm trung bình lớp 11 cộng điểm trung bình lớp 12 cộng điểm ưu tiên nếu có từ ngưỡng điểm được đăng ký xét sơ tuyển trở lên, trong đó 3 môn trong tổ hợp xét tuyển không có điểm trung bình nào dưới 5,0 điểm. Phương thức 3. Xét tuyển thẳng học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế. Phương thức 4. Xét tuyển kết hợp áp dụng đối với các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương IELTS 5.0 trở lên có hiệu lực đến ngày xét tuyển và có tổng điểm 2 môn thi Trung học Phổ thông năm 2021 thuộc tổ hợp xét tuyển của trường đạt từ 12,0 điểm trở lên,
trong đó có môn toán và một môn khác không phải ngoại ngữ. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với một số ngành đào tạo tại phân hiệu. Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và có điểm thi đánh giá năng lực cộng điểm ưu tiên nếu có đạt từ 650 điểm trở lên theo thang điểm 1.200. Trụ sở chính Trường Đại học Giao thông Vận tải ở Hà Nội đào tạo 25 ngành, 10 chương trình tiên tiến chất lượng cao và 2 chương trình liên kết quốc tế. Khoa Vận tải Kinh tế gồm các ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Kinh tế, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Khai thác Vận tải, Kinh tế Vận tải, Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng, Tài chính, Ngân hàng. Khoa Khoa học Cơ bản, đào tạo ngành Toán ứng dụng. Khoa Công nghệ Thông tin, đào tạo ngành Công nghệ Thông tin. Khoa Môi trường và An toàn Giao thông gồm các ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông, Kỹ thuật Môi trường. Khoa Cơ khí bao gồm ngành Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Nhiệt, Kỹ thuật Cơ khí động lực, Kỹ thuật ô tô. Khoa Điện, Điện tử các ngành Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử, Viễn thông, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa. Khoa Kỹ thuật Xây dựng đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng. Khoa Công trình với ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy và ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông. Khoa Quản lý Xây dựng các ngành Kinh tế Xây dựng, Quản lý Xây dựng. Khoa Đào tạo Quốc tế với 10 chương trình tiên tiến chất lượng cao gồm có chương trình chất lượng cao cầu đường bộ Việt Pháp, chương trình chất lượng cao cầu đường bộ Việt Anh, chương trình chất lượng cao công trình giao thông đô thị Việt Nhật, chương trình chất lượng cao công nghệ thông tin, chương trình chất lượng cao cơ khí ô tô, chương trình tiên tiến kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chương trình chất lượng cao vật liệu và công nghệ xây dựng Việt Pháp, chương trình chất lượng cao kinh tế xây dựng công trình giao thông Việt Anh, chương trình chất lượng cao kế toán tổng hợp Việt Anh, chương trình chất lượng cao quản trị kinh doanh Việt Anh. Hai chương trình liên kết quốc tế, chương trình liên kết quốc tế ngành quản lý xây dựng, Đại học Hertfordshire, Vương quốc Anh cấp bằng. Chương trình liên kết quốc tế ngành quản trị kinh doanh, Đại học EM Normandy, Cộng hòa Pháp cấp bằng. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội phát huy hết khả năng bản thân, nhà trường đang triển khai mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với nâng cao chất lượng đào tạo, tạo cơ hội cho các bạn sinh viên nghiên cứu và tiếp cận với tri thức chuyên sâu. Hàng năm, tại tuần lễ nghiên cứu khoa học sinh viên đã có nhiều đề tài được các chuyên gia đánh giá là có tính thực tiễn và ứng dụng cao. Sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải đã ghi dấu các thành tích đầy tự hào ở các cuộc thi lớn như cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam, cuộc thi Olympic các môn cơ học toàn quốc, cuộc thi thiết kế, chế tạo và lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu Việt Nam và được chọn tham gia ở vòng giải quốc tế, hay vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robocon, cuộc thi thiết kế nhà chờ xe buýt an toàn, thông minh, thân thiện và còn rất nhiều sân chơi lớn khác. Trường luôn quan tâm đến định sự phát triển tương lai của các bạn sinh viên sau khi ra trường. Nhà trường luôn đẩy mạnh việc hợp tác, kết nối với các doanh nghiệp thông qua các buổi định hướng nghề nghiệp, các buổi hội thảo với các doanh nghiệp trong và ngoài ngành, hay những lời chia sẻ từ chính các thầy cô trực tiếp giảng dạy giúp các bạn có cái nhìn thực tế, khách quan về nghề nghiệp để có phương hướng học tập, tích lũy kiến thức phù hợp, đáp ứng yêu cầu của nghề. Với sinh viên Đại học Giao thông Vận tải, đại học không chỉ là những ngày tháng chăm chú trên giảng đường hay những ngày miệt mài bên đèn sách, mà nó còn là những năm tháng vô cùng tươi đẹp của tuổi trẻ. Sinh viên Đại học Giao thông Vận tải vô cùng năng động, hoạt bát, tham gia vào các tổ chức đoàn thanh niên, hội sinh viên hay các câu lạc bộ, tổ chức hoạt động xã hội. Đào tạo không chỉ trong kiến thức, mà hơn hết là xây dựng con người nhân văn. Tuổi trẻ Đại học Giao thông Vận tải luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thanh niên Việt Nam. Các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hoạt động tình nguyện luôn được tổ chức công phu với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, như tình nguyện xanh, hiến máu cứu người, Tết ấm vùng cao, giọt hồng trao em. Sinh viên Đại học Giao thông Vận tải luôn tích cực tham gia các cuộc thi thể dục thể thao như giải bóng đá khu vực phía Bắc, giải bóng rổ toàn quốc và các giải đấu sinh viên trong và ngoài nhà trường khác. Nhà trường luôn chú trọng trang bị những kỹ năng mềm cho sinh viên thông qua các hoạt động của đoàn thanh niên, hội sinh viên như các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động nghiên cứu khoa học, các sân chơi sáng tạo khởi nghiệp trong môi trường sinh viên năng động sáng tạo và chuyên nghiệp thông qua các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm.
từ các kết quả hoạt động đó, hàng năm đã có hàng trăm sinh viên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và các cấp về thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động sinh viên. Với tầm nhìn trở thành trường đại học đa ngành theo định hướng nghiên cứu, khẳng định vị thế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giao thông vận tải, có uy tín và chất lượng ngang tầm châu Á, các thầy cô giáo và toàn bộ sinh viên nhà trường đang cống hiến, nỗ lực hết mình từng ngày, từng giờ để đạt được điều đó. Giá trị của trường đại học giao thông vận tải có thể được tóm gọn trong 4 từ: tiên phong, chất lượng, trách nhiệm, thích ứng. Để luôn đi trước, đón đầu sự thay đổi và phát triển của xã hội đầy biến động, từ đó gây dựng niềm tin với cộng đồng, với nguồn nhân lực chất lượng cao, các sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị. Đại học Giao thông Vận tải là nơi chắp cánh cho những ước mơ học tập, nghiên cứu trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Con người là vốn quý nhất và mỗi sinh viên chính là niềm tự hào, là bản lĩnh, là sự sáng tạo và nhiệt tâm nhất của Đại học Giao thông Vận tải. Mong muốn cống hiến cho đất nước để sẵn sàng một tâm thế cho tương lai vươn ra xa thế giới.